Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Nguyễn Đen Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3. Bùng nổ tuần đầu tháng 3. Nga đã mở chiến dịch quân sự vào Ukraine trong tuần trước và đẩy thị trường vào sự hoảng loạn. Các nước phương Tây thì phản ứng bằng các biện pháp trừng phạt Nga. Vậy, liệu cuộc chiến có tiếp diễn trong tuần này hay các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ thuyết phục Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp nhau để đàm phán? Rõ ràng, điểm nóng tại Đông Âu này vẫn sẽ là tâm điểm. Nhưng tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ còn rất nhiều điểm nóng khác cần chú ý. Mời mọi người cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Về điểm nóng xung đột Ukraine. Trong tuần trước, khi thị trường đang nghe ngóng tình hình xung quanh vấn đề Ukraine, thì Nga đã có động thái đầy bất ngờ vào giữa tuần, với việc ông Putin tuyên bố các khu vực Donetsk và Luhansk là các nước Cộng hòa độc lập, mặc dù nằm trong Ukraine, và quyết định gửi quân đến hai khu vực này với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Nhưng quân đội Nga sau đó đã tiến đánh Ukraine theo nhiều hướng từ Nga, Belarus và Biển Đen. Ông Putin nói rằng mục đích của động thái này là để đảm bảo một chính phủ mới ở Ukraine thân thiện với Nga. Nhiều nước trên thế giới tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Nga, từ ngân hàng đến các doanh nghiệp cho đến Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Tuy nhiên, còn một mục tiêu trừng phạt quan trọng vẫn chưa được động đến, chính là năng lượng. Còn các biện pháp liên quan đến hệ thống SWIFT đã được áp đặt. Ông Putin cho biết ông sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán cấp cao. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, các hình ảnh vệ tinh cho thấy một lượng lớn quân đội và thiết bị đang được tập trung tại biên giới Belarus. Vậy, liệu Nga sẽ tiếp tục tấn công đánh chiếm Kiev hay sẽ có các cuộc đàm phán? Và thế giới sẽ phản ứng như thế nào? Liệu các biện pháp trừng phạt liên quan đến năng lượng và SWIFT sẽ được áp đặt? Đây sẽ là những câu hỏi mà thị trường sẽ tìm kiếm trong tuần mới và nó sẽ tiếp tục tạo ra những biến động đáng kể cho thị trường. Cuộc họp của OPEC cộng giữa lúc giá dầu đang bùng nổ. Giá dầu đang có những động lực tăng mạnh mẽ. Nhiều tổ chức lớn đã dự đoán rằng giá có thể leo lên mức từ 125 đến 150 đô la trên thùng trong thời gian tới. Và với áp lực lạm phát hiện tại, cuộc họp của OPEC cộng trong tuần này sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Các báo cáo từ Reuters hôm thứ Sáu cho rằng OPEC cộng có khả năng sẽ tuân theo chính sách tăng sản lượng hiện tại với tốc độ tăng là 400.000 thùng trên ngày trong cuộc họp sắp tới, tức sẽ không có dầu được bơm thêm so với kế hoạch cũ. Tuy nhiên, liệu có sự kiện ở Ukraine vào cuối tuần qua có khiến các nước thành viên thay đổi trong cuộc họp lần này khi mà dầu WTI đã được đẩy lên trên mức 100 đô trên thùng? Và liệu Iran và phương Tây có thể sớm có một thỏa thuận và cho phép dầu của Iran có thể trở lại thị trường? Và một thỏa thuận như vậy có thể tác động như thế nào đến OPEC cộng? Nhìn chung, đây sẽ tiếp tục là một tuần sóng gió đối với thị trường dầu mỏ mà các nhà giao dịch dầu thô cần đặc biệt chú ý. Cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương. Đối với ngân hàng trung ương Úc RBA, RBA sẽ tiến hành họp trong tuần này vào thứ ba và dự kiến sẽ không thay đổi mức lãi suất 0.1% hiện tại. Vào cuộc họp trong tháng 1, RBA đã kết thúc chương trình mua trái phiếu trị giá 275 tỷ AUD. Tuy nhiên, các nhà hoạch định cũng cho biết rằng họ sẽ không tăng lãi suất cho đến khi lạm phát thực tế nằm trong khoảng mục tiêu từ 2 đến 3%. Dữ liệu báo cáo lạm phát tiền lương hồi tuần trước cho thấy mức 2.3%. Vậy, liệu điều này có đủ để RBA đưa ra định hướng chính sách hawkish hơn? Thị trường đang nghĩ như vậy, với định giá cho đợt nâng lãi suất lần đầu vào tháng 8. Nếu RBA hawkish một cách bất ngờ, đó sẽ là động lực cho đồng AUD. Ngược lại, nếu họ gây thất vọng khi vẫn duy trì dòng điệu dovish, thì đó sẽ là lực cản cho bất kỳ sự phục hồi nào của đồng AUD. Đối với Ngân hàng Trung ương Canada, BOC, trong cuộc họp gần nhất, BOC đã khiến thị trường ngạc nhiên khi không tăng lãi suất. Tuy nhiên, họ đã loại bỏ quan điểm sẽ giữ lãi suất ở biên thấp.
và kể từ đó, lạm phát đã tăng lên mức 5.1% trong tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1991, tiếp tục đạt tăng 4.8% trong tháng 12. CPI lõi đang ở mức 4.3%, cũng tăng so với mức 4% của tháng 12. Hiện, kỳ vọng đang đồng thuận rằng BOC sẽ nâng 0.25% lãi suất chuẩn, nhưng với lạm phát nóng hiện tại, không nên loại trừ khả năng BOC sẽ mạnh tay nâng 0.5%. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng xung đột Ukraine-Nga có thể kìm hãm nhu cầu tăng lãi suất của BOC. Do vậy, cuộc họp chính sách lần này của BOC sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ, trader cần chú ý. Về mặt dữ liệu kinh tế, lịch kinh tế tuần đầu của tháng mới là rất dày, với nhiều tin quan trọng như thứ hai, dữ liệu bán lẻ của Úc, thứ ba, PMI của Trung Quốc, lạm phát của Đức, GDP Canada và PMI của Mỹ. Thứ tư là dữ liệu CPI của EU và GDP của Úc. Thứ năm là dữ liệu PPI của EU và PMI của Mỹ. Và thứ sáu là dữ liệu nền form của Mỹ. Trong các dữ liệu này, hiển nhiên nền form của Mỹ sẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dữ liệu lao động đã không còn là động lực lớn nhất tác động đến quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Do đó, mức độ ảnh hưởng của dữ liệu này đến sự biến động của thị trường có thể sẽ không thực sự cao, trừ khi có những bất ngờ lớn trong nền form lần này. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý trong tuần mới. Chắc chắn chúng ta sẽ có một tuần mới với nhiều biến động. Mọi người hãy quản lý rủi ro cho thật tốt nhé. Nếu thấy video này hay hoặc hữu ích thì các bạn đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm, đồng hồ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.